Xin chào tất cả những các bạn nha, rất vui lại được gặp các bạn. Hôm nay Thành dẫn các bạn đi chợ hoa, khu vực chợ đầu mối Hóc Môn các bạn. Đây các loại hoa nha các bạn nha. Mà chỉ chia sẻ gửi tới tất cả các cô bác, anh chị và các bạn, để cô bác, anh chị, các bạn biết được một địa điểm bán bông giá rẻ, thế thôi. Chứ Thành không ăn tiền quảng cáo nha các bạn nha. Quảng để cho các bạn biết là một khu vực là bán lẻ nhưng giá xỉ, cho nên là rất được nhiều người mua, rất được nhiều người đến mua các bạn. Chia sẻ cho các bạn, các bạn biết được một cái địa điểm để mà đến mình mua được những bông hoa đẹp nhất mà với lại cái giá rẻ nhất. Đẹp nhất mà rẻ nhất. Chứ không ăn quảng cáo. Chỉ mong các cô bác anh chị và các bạn yêu thương thì xem clip của mình để xem khu vực nào bán bông rẻ, bông đẹp thôi các bạn ạ. Lớn lắm các bạn. Qua hai anh chàng rất là khéo tay nha. Hai anh chàng rất là khéo tay, đàn ông mà nằm bông nha các bạn nha, chứ không phải phụ nữ đâu nha các bạn. Đó, bông để từ bên trong và tận trong nhà. Có hai anh chàng nằm bông khéo tay nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này thì 450.000 một bịch các bạn ạ. Tùy loại tùy hôm nha các bạn nha. Ly lỏ rồi, ly chưa lỏ các bạn. Đủ các loại nha các bạn nha. Đẹp đúng không? Nhiều lắm, bày từ bên ngoài bày vào tận trong nhà nha các bạn nha. Rất nhiều. Vẻ trắng nha các bạn. Vẻ trắng này, vẻ cam này, vẻ vàng này. Vẻ xanh này các bạn. Các loại về các bạn. Đây là cửa hàng bông này, là cửa hàng bông lớn nhất đây nhà các bạn. Lớn nhất nằm ngay cổng chợ đầu mối một. Đủ các loại bông như các bạn. Ôi trời ơi, mênh mông như bày tận vào trong nhà đấy các bạn nha. Giá cả này hợp lý đây. Vừa bán sỉ vừa bán lẻ. Cửa hàng bông nằm đối diện với này cổng chợ đầu mối Hóc Môn các bạn. Thành chia sẻ cho các bạn xem. Các bạn biết được địa chỉ để các bạn đến mua được những bó bông tươi nhất mà giá rẻ nhất, hợp lý các bạn. Thành không ăn tiền quảng cáo nha các bạn nha. Ôi trời, bông huệ trắng như sao bạn này. Đẹp quá trời luôn. Tất cả các loại bông nha các bạn nha. Các loại bông, các loại màu sắc các bạn. Còn bông loại nào thì Thành không biết, và Thành chỉ chia sẻ cho các bạn xem thôi. Không biết là tên là loại bông gì các bạn.
bông các bạn. Cái bông này bông gì, nếu mà nói về bông thì Thành không biết là bông gì đâu, mà Thành chỉ có quay lên cho các bạn xem, các bạn biết được là bông như thế nào, và các bạn đến mua nha, giá là rất rẻ nha các bạn. Bông này nằm ngay đối diện với này cổng chợ đầu mối Hóc Môn các bạn ạ. Đối diện cổng chợ đầu mối Hóc Môn nha các bạn nhá. Thành quay chia sẻ gửi tới tất cả cô bác anh chị và các bạn, chứ Thành không ăn tiền quảng cáo của cửa hàng nha các bạn nhá. Mà Thành chỉ chia sẻ cho các cô bác anh chị và các bạn biết được là có một địa điểm bán bông tươi với lại giá rẻ hợp lý các bạn ạ. Chứ Thành không ăn tiền quảng cáo nha. Các bạn thông cảm không này, ý là mình ăn tiền quảng cáo. Chuyên sẻ các loại bông các bạn. Còn ai mua lẻ thì vẫn bán nha, nhưng mà lẻ là lẻ giá sỉ. Các bạn ơi, hôm nay Thành dẫn các bạn đi chợ bông, chợ sỉ các bạn ạ, chợ sỉ nha, chợ sỉ về bông ở khu vực chợ đầu mối Hóc Môn nha các bạn nha. Đây Thành quay, Thành không có lấy tiền quảng cáo nha các bạn nha. Cửa hàng nằm ngay đối diện với này cổng chợ đầu mối Hóc Môn các bạn. Buôn bán vừa sỉ vừa lẻ, mà bán sỉ bán lẻ là giá sỉ nha các bạn. Mới các loại hoa các bạn, đẹp lắm các bạn, bông ly đây các bạn. Chợ đầu mối Hóc Môn bán lẻ như giá sỉ nha các bạn nhé. Cô bác làm mua rất nhiều nha các bạn. Đây là đường Nguyễn Thị Sóc các bạn. Đây mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc. Bên trong kia là bên chợ, trong là chợ đầu mối nha các bạn nhé. Trong đấy là bán đủ tất cả các loại mặt hàng, rau củ quả thịt cá loại các bạn. Bông gì vậy, các dạng bông. Mọi bông thuận đã ở đây là bán lẻ như giá sỉ nha các bạn nha. Bán lẻ mà giá sỉ nha các bạn nha. Ở ngay chỗ bên cạnh đường Nguyễn Thị Sóc Hóc Môn các bạn ạ. Bán lẻ mà giá sỉ nha các bạn nha. Các cô bác ra mua rất đông như các bạn. Chuyên cung cấp các loại hoa tươi bán lẻ như giá sỉ, còn ai nếu có nhu cầu sỉ vẫn có nha các bạn nha.
núi thì sốc các bạn nha. Bán lẻ mà giá sỉ nha các bạn nha. Còn nếu các bạn cô bác nào mà có muốn mua sỉ vẫn có nha các bạn nha. Đây là vừa bán sỉ và vừa bán lẻ. Vừa sỉ vừa lẻ. Mà bán lẻ là giá sỉ, sale với các chợ khác là giá sỉ. Các loại bông các bạn. Cảm ơn Huệ này, hôm nay nhà mình bán nhiêu tiền một bó này em? Chị ơi, cái vàng ở trong nha chị. Huệ vàng đây, Huệ vàng đây. Không lấy tiền, không quảng cáo nha các bạn nha. Mà mình chỉ muốn giúp cho mọi người dân buôn bán được kiếm đấy đồng rau, đồng cỏ. Mua đấy con tôm, con cá ăn nha. Riêng mình không lấy tiền quảng cáo mà không ăn tiền quảng cáo của cửa hàng nha. Thông báo trước không này. Các bạn này bỏ ra ông đi ông quay một quảng cáo cho người ta mà không có quảng cáo, không ăn tiền quảng cáo mà chỉ giúp cho người dân mua may bán đắt. Thế còn các bạn là mua được giá rẻ thế thôi. Bạn ơi, đây là hồng Đà Lạt này các bạn này. Ở đây là vừa bán sỉ và vừa bán lẻ các bạn. Bán lẻ mà giá sỉ bằng với các chợ nhỏ nha các bạn nha. Đó, Thành chia sẻ gửi tới tất cả cô bác, anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hoặc là những bạn nào mà ở gần ngay khu vực Hóc Môn này để có thể đến khu vực này mua được những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất mà giá rẻ nhất. Các bạn thấy người dân mua các bạn này, mua về trưng đấy các bạn. Đấy, cô bác đi vào đây mua được bông, lựa được những bông, những chậu bông đẹp nhất mà giá lại rẻ nhất. Đó, đây là các cô bác đi vào tận trong chợ sỉ mua đây các bạn này. Đấy chị ơi, cái bông hồng này nhiêu tiền một bịch này chị, một cái ấy này chị, một bó là 50 bông. À, tùy loại các bạn, có 70 ngàn một bịch mà 50 bông nha các bạn nha, bông hồng đẹp nha. Đấy, các bạn nào nếu mà có yêu thích bông hồng thì đến đây lựa được những chậu bông, những bó bông tươi nhất, đẹp nhất. Bông hồng tươi các bạn ạ, chứ không phải bông hồng giá nha, bông hồng tươi nha, bông hồng thiệt nha các bạn nha, bông hồng thiệt nha. Đó,